Kính thưa quý vị, hôm nay thật là vui khi mà chúng tôi gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ Văn Hường. Một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa hai nghệ sĩ tài danh ở hai lĩnh vực. Có thể nói rằng cô Lệ Thủy thì là người đã đưa bài giọng cổ Tân Cổ Giao Duyên đến với khán giả đầu tiên, và nghệ sĩ Văn Hường là người đưa bài giọng cổ hài đến với công chúng qua cái sự sáng tạo đầy độc đáo, đầy tính độc đáo của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Xin được chào cô Lệ Thủy và chú Văn Hường. Hôm nay gặp lại thì chắc có lẽ là cô Lệ Thủy có thể nói ngay bây giờ cái tình cảm của mình dành cho chú Văn Hường, bởi vì lâu lắm mới có cái cuộc hội ngộ này. Lệ Thủy cũng không ngờ là hôm nay là đi đến đây để mà chuẩn bị để mà mình tạc cái tượng đó, thì không ngờ gặp chú Sáu vậy. Gặp chú Sáu Văn Hường, gặp anh Sáu. Cho nên là những kỷ niệm mà hồi xưa mà đi hát mà đoàn Kim Trung á, đó đầu tiên á, thì chú Sáu với Lệ Thủy thì đóng vai thư đồng của Lưu Xuân Bá, chú Minh Đài. Thì giờ chú Sáu nói đi, chứ Lệ Thủy thì giờ nói nhiều rồi. Thì hồi xưa Văn Hường đi đoàn Kim Trung, rồi cũng gặp Lệ Thủy, mà hồi đó kêu tôi bằng chú không à. Cho tới bây giờ vẫn kêu bằng chú. Dạ không, bây giờ kêu bằng anh Sáu rồi. Dạ. Và lúc đó đóng trong Lưu Xuân Bá, chú Minh Đài, thì cô Lệ Thủy và chú Văn Hường đã đóng những vai diễn gì à? Dạ, tôi đóng vai thư đồng đúng rồi. Hai người bên đây giả trai rồi đi theo là hai người rồi, thì nhớ Tố Tâm thư đồng đóng, mà lúc đó thì ai đóng lúc đó thì cô Kim Trung với Hùng Cường. Nghệ sĩ Hùng Cường và nghệ sĩ Kim Trung thể hiện những vai chánh. Lúc đó là chắc là chú Văn Hường và cô Lệ Thủy còn rất bé, cho nên giao những vai nhỏ đúng không ạ? Và cái ký ức đó bây giờ vẫn còn nhớ không ạ? Có cái câu ca nào trong đó mà cô Lệ Thủy nhớ tới bây giờ không? Ồ, lâu quá giờ đâu có nhớ đâu. Lâu lắm không có nhớ đâu. Mấy chục năm. Yeah. Cái đó lúc đó mới có 15 tuổi hà. Một cái điều vinh dự như thế này, cô Lệ Thủy thì là người đầu tiên hát Tân Cổ Giao Duyên. Chú Văn Hường là người đầu tiên ca giọng cổ hài. Thế thì đối với cái công lao sáng tạo của thầy Viễn Châu, cái người đã sáng lập ra hai cái thể điệu này, thì cô Lệ Thủy và chú Văn Hường sẽ nói điều gì? Ông Viễn Châu là ông thầy luôn rồi. Ông mới chết 92 tuổi. Tôi đến tôi khóc quá. Bữa đó có gặp Lệ Thủy nữa. Nó, ông là ông thầy, ông viết tôi cũng nhiều bài lắm, cả trăm mấy chục bản đó. Hồi đó cái đĩa mà đĩa đá đó. Đó, hồi đó đĩa không à, đó. Rồi bây giờ không có nhớ nổi, bài cao quá trời rồi. Dạ. Nào là Tư Ếch. Nó Tư Ếch, rồi Tư Ếch đại tiếng Văn Hường, rồi vợ cho nói tiếng Tây, ông viết nhiều cái bài lắm. Đó. Anh ra giờ không nhớ nổi. Ông thương tôi lắm. Hỏi tôi đi đoàn Kim Trung thì ông vô, rồi anh em rồi cũng thấy ông quá, nên là ông thấy tôi có cái hơi ca hài hước đó, ông mới rủ tôi về, ông mới viết cái bài Tư Ếch để tiếng Văn Hường đầu tiên cho tôi ca. Bơ Văn Hường, tao với mày không thù không quán, sao mày đem tên tao mày nhạo bán tùm lum à? Cho nên tao gian cái khoai lần nữa lên tận Sài Gòn, tao quyết kiếm cho được cái thằng tiểu quỷ. Văn Hường ơi, tao tên là Trần Văn Ếch, đâu có mắc mớ chỉ tới tên Nguyễn Văn. Tao nghe nó mày đi hát cho gánh hoa sen ở tận Sài Gòn, tao mới lộ bộ cà rịch cà tan từ cầu ông Lãnh qua Nguyễn Hảo không có. Tao mới đeo xe túi đi tuốt lại Chợ Lớn ở Rạp Hà Quê, thì tao thấy nào là Thanh Minh, Kim Trưởng với Trăm Vàng không à nghe. Còn gánh hoa sen sao mà tao đây chẳng thấy. Thật là hay quá, lâu lắm mới nghe lại cái bài giọng cổ này. Và có thể là giọng ca của chú Văn Hường cho tới bây giờ vẫn có thể là bất hủ với thời gian. Cô Lệ Thủy có thể chia sẻ ngay bây giờ cảm xúc của cô được không ạ? Nhất là nghe lại cái bài giọng cổ hài mà thầy Diễn Châu đã viết. Trời ơi, nghe anh Sáu ca đó nha. Nhớ lại hồi đó là tại vì hồi đó mà cứ mỗi một lần mà mình đi hát gì rồi cái thứ bảy chủ nhật là có đi ca đại nhạc hội. Đó là mấy bài này là thường thường ta kêu một cặp mà. Ví dụ như ta kêu Lệ Thủy, lúc hồi nhỏ thì kêu Lệ Thủy như Văn Hường. Thì miễn là mà chú Sáu mà ca trước là Lệ Thủy ca sau. Mà đến lần nào đứng trên cánh gà cũng phải nghe cái bài này hết. Bây giờ nghe lại vẫn còn hay.
À, và bây giờ thì cảm xúc của cô Lệ Thủy như thế nào khi mà nghĩ đến thầy Diễn Châu, người đã đặt cái nền tảng đầu tiên cho bài Tân Khổ Giao Duyên, và cô là người đã được chọn thể hiện cái bài đầu tiên này với cái tiết mục, với cái bài mà Thanh Hiệp biết là Như Chàng Là Ai của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiếp. Hồi đó đó chú Bảy mà đưa cái bài này là cũng như là thể nghiệm, cho nên là ca thì không có phải có ọt piano được như hồi xưa như vậy đâu, như bây giờ đâu, cho nên là chỉ có cái trống rồi cái đàn piano đi như vậy thôi đó. Cho nên là Lệ Thủy nói trộn chú Bảy ơi, cái này gì con ca con sợ quá à, ca không biết có được hay không. Ông nói thì mấy cái ca đi, mày ca đi biết đâu chừng mày ca sau này mày lên đó mày nổi làm sao đó, thì cũng ca đại Chàng Là Ai. Nhưng mà không ngờ khi mà cái đĩa ra thì khán giả ta thích quá. Rồi chú Bảy chú Vi viết thêm, viết cái vụ mà Tân Cổ Giao Duyên ca một đoạn ta nhạc cái con vô dùng cổ, cái tới câu 4, câu 5, câu 6 đó có thêm cái nhạc gì đó. Rồi cây dùng cổ viết. Rồi sau này chú Bảy nhiều cái tự viết nhạc nữa, rồi cho Lệ Thủy ca, và viết rất là nhiều bài. Cho nên là không ngờ cái lời nói của chú Bảy mà đã thành sự thật. Thì bây giờ tất cả những ai, những nghệ sĩ nào mà đi hát thì đều phải có ca Tân Cổ Giao Duyên á đó. Cho nên là cái Tân Cổ Giao Duyên nó để đời cho tới giờ. À, và hôm nay đến đây thì thấy được cái bức tượng của soạn giả Diễn Châu, chắc có lẽ là cô Lệ Thủy và chú Văn Hường rất là xúc động đúng không ạ? Xúc động lắm, cô thương ông thầy lắm, ông viết tôi nhiều bài lắm, nhưng mà hồi đó đĩa 78 tua mà đĩa đá đó, giờ không nhớ nổi, mấy chục năm đâu có nhớ hết nổi đó. Cảm ơn. À, vâng ạ, à, hôm nay thì sẽ đo đạt bức tượng của chú Văn Hường. Thanh Hiệp nghĩ rằng chỉ cần cái bức tượng mà chú Văn Hường đứng chào khán giả thôi thì cũng đã đủ để khán giả nhận biết đây là ông Tư Ếch, rất là quen thuộc với những bài giọng cổ đã đi vào lòng người. Và cô Lê Thủy thì với cái nhân vật Tô Ánh Nguyệt, một cái gia diễn mà được công chúng rất là quý mến. Sự nghiệp của hai nghệ sĩ cho tới bây giờ vẫn được công chúng trân trọng và đón chào, và là tấm gương sáng cho các thế hệ diễn viên trẻ hiện nay. À, nếu mà có một cái lời khuyên nào đó dành cho các bạn diễn viên đến với con đường ca và giọng cổ hài thì chú Văn Hường có thể nói điều gì với họ, chú có lời khuyên nào dành cho các bạn hay không ạ? Bây giờ có thằng đệ tử là thằng Thanh Nam với thằng Hề Sa đó. Hề Sa nó cũng ca giống tôi lắm đó. Mừng thấy không? Mừng, người ca giống mình là mừng lắm, mừng. Có mấy đệ tử vậy mừng lắm. Vì tôi già rồi tôi hết đi nổi rồi đó. Nên giờ có hai ba đệ tử dễ tốt quá rồi. Mày nói đó, cái điều đó thì rất là muốn lắm, nhưng mà điều biết sức khỏe của chú Sáu á là cũng có hạn, cũng là hạn chế thôi, nghĩa là đi gần. Hôm nay là cố gắng lắm, nghe nói là cố gắng lắm đó, là đi đến đây để mà làm cái tượng này để kỷ niệm đó. Cho nên là thôi thì bây giờ chỉ là gặp nhau chút sức khỏe, chút sức khỏe là được rồi đó chú Sáu ha. Cái thằng Sáu ha. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng đây là những phút giây rất là hạnh phúc của chúng tôi khi mà chứng kiến được cái sự hội ngộ này, bởi vì sẽ không có dịp nữa đâu để chúng ta có thể có được những phút giây này, khi mà mỗi cô chú đều có những hoàn cảnh riêng, phải gắn bó với công việc của gia đình, phải gắn bó với công việc phục vụ công chúng, và ít có dịp để có thể ngồi với nhau như thế này. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện này.